hai cu ta này số 6 anh đâu bán đâu được đâu. 6 anh bán nằm mấy. Đẹp chứ trong thùng luôn. Này đẹp như trong thùng thiệt luôn. Bình bổng. Đẹp như trong thùng. Ồ, con này nó chưa xài rồi. Đã. Con nó chạy được nhiêu giờ? Đẹp bị tàn nhẫn được chứ. Nó là chạy cả đời luôn rồi. Cu ta luôn nè. KB luôn nè, có đề luôn nè. 2.1 lít nè. Đẹp thiệt. Nóc còn xanh dờn quá. Bốn máy luôn. Ngoài ông nhận nó đúng là siêu cấp cách âm luôn. Cách âm thiệt tình luôn chứ. Đề đã thiệt. Để con đề chú coi nè. Đề cái tủ. Trời ơi, đã ghê không? Để chạy là không đường hà giấy nha. Ê, tắt cầu dao đây, tắt cầu dao em mở gà lớn nha. Tắt cầu dao tổng luôn. Tắt cầu dao tổng nè. Rồi. Mở luôn. Ồ, lên 220 luôn nè. Chạy gà lớn, nó chạy vậy nè. 220 luôn con. 220 triệu luôn. Quá đẹp. Báo dầu luôn rồi con, báo dầu luôn. Mới có 3.400 giờ mà con. T nè. Quá đã luôn. Là như 3T72 mà con ơi. Máy mới chát luôn nè. Xanh dờn ốc ác, bảy màu luôn. Đây là 3T72 nha. Quá đẹp luôn mà con ơi. Ốc ác nè. Quá đẹp, bảy màu luôn. Quá đẹp ở trên trong luôn mà con ơi. Không còn cái chê. Quá trời đã luôn. Để cho nó nghe chơi. 1, 2, 3. Bây giờ nó tối luôn. Niêm phong được còn luôn nè. Đẹp tàn nhẫn thật chứ. Này nếu nó là về con nào chất lượng con đó nè. Không cần về số lượng nhiều chứ cần về con nào chắc con đó là còn ngon à. Quá trời ốc lát còn xanh dờn nè, mô bổng còn nguyên luôn nè. Nhìn cánh quạt còn trắng ít xài đâu. Bốn máy. Kubota luôn nha. Hai chấm một lít. Quá đẹp rồi. Nổi bình của nó không thôi nào, bình của Nhật luôn nè. Lưu xa của Nhật luôn, sừng dơn luôn. Đây phát điện đây 25k. 25k. Cái máy này khoảng 40 ngựa bà con. Như 25k là cái máy này khoảng 40 ngựa. Rồi đẹp rồi coi. Đó, nó còn 7 màu luôn nè. Quá đã luôn. Ốc ác còn xin giờ. Rồi nhớ coi. Hay nhớ còn đẹp luôn. Nhất máy dầu vậy là đẹp lắm rồi nè. Chưa đen luôn à. Nhất máy dầu thường thường nó đen mà nó trắng vậy là ngon lắm nè. Nó còn vàng vậy là đẹp nè. Ồ, lượng dầu cũng mới chát. Chưa xài nhiều. Quá đẹp mà. Alo. Alo, cho em hỏi cái dạng taxi máy công khổ nằm 7 cửa. Mới chát bà con ơi.
quá đẹp luôn, 25k. Bô bọng luôn coi con, bô bọng mới chát luôn nè, bô ít xài nè, trắng tươi với bô nè. Đây công sức của nó đây. V2202, Puta 2202 nha bà con. 2203 KB. Đây 2203 là cái sức máy đây. Nè tôi chậm nha, 1800 vòng trên phút. Dung tích xi lanh là 2.1 lít. Khoảng 40 ngựa. Đây là công suất của nó. Quá đẹp luôn. Con này chưa xài nhiều con ơi, mới 3.000 mấy giờ. Quá đẹp luôn. Đây có con, tới con ăn là dầu nè, con là dầu mini nè. Đây máy mới chát luôn. Đây ăn là máy nè. Ăn là 60 rồi con ơi, ăn là 60. Tối quá không lấy nét được. Còn đẹp, cách âm tốt. Là 60 nha. Đây máy đẹp cực kỳ luôn. 25k. Quá đẹp. Quá đẹp mọi người. Đẹp từ con ốc. Biệt lần 3T72 nè, tôi nhanh nè, quá đã luôn. Máy mới gì ghê thiệt, đẹp bà con ơi. Đẹp cực kỳ. 3T72 nha. Đây giờ xe 7 rồi con. 1S90. Đây xe 7 1S90. Khá được. Xe 7 là lâu đời với 567 tới giờ vậy là còn ngon lắm bà con. Từ năm 1967 tới giờ vậy là quá nè. Xe 7.